Chào các bạn, mình là Sudan đây. Ngày hôm nay mình sẽ chơi game Friday Night Funkin' mod Nonsense. Mình phải đối đầu với Nonsense hiện thân của một YouTuber có thật boyfriend và girlfriend lao thẳng vào phá tường nhà của Nonsense và bắt Nonsense phải đấu hát rap. Nhưng có chuyện đã xảy ra, Nonsense không phải dễ bị bắt nạt. Khi cậu ta bị dồn đến đường cùng, Nonsense đã kích hoạt sức mạnh đặc biệt giống như là Shaggy. Vậy mình có thể chiến thắng được Nonsense hay không? Hãy xem đến cuối video để biết nhé. Với cả kênh YouTube của mình đang bị lỗi, chỉ có -20% các bạn đang xem video này là đã đăng ký kênh. Vì vậy các bạn hãy giúp mình sửa lỗi kênh YouTube bằng việc đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhạc vào đầu hay phết như các bạn nhở. Vâng, và đây là mod versus đấu với Nonsense, là một cái mod mà rất nhiều bạn bảo mình chơi rồi và ngày hôm nay mình mới bắt đầu vào chơi đây. Với các bạn ạ, sau một vài phút mình cố gắng mình chỉnh lại nút á thì lòi ra rằng mod này không chỉnh nút được rồi. Quả này không biết chơi sao đây các bạn ơi, không chỉnh được nút lại thì không biết mình chơi mũi tên kiểu gì nữa. Lâu lắm chưa chơi mũi tên rồi. Để cố thử thế nào chơi mũi tên xem có khó không nha. Chỉ có một quyết duy nhất. Ôi, chế độ baby nữa. Chắc chế độ baby này là còn dễ hơn cả easy đúng không? Thôi chơi hard đi. Cứ thử easy, thử baby đi. Thì baby nó xem như thế nào. Cảnh báo, bạn béo. Cá. Gì đây? What the fuck? Okay. Cái gì đấy? Boyfriend và girlfriend nhảy sập vào nhà của cái thanh niên này và dí xuống bắt thanh niên này phải đấu rap. Ok fine, ok, hiểu rồi đấy. Hả? What? Là mới đang để baby à, hay là cái này chắc là do mình để cho nó baby đúng không, nên là nó chỉ có đúng một nốt duy nhất mà rơi xuống vậy thôi. Ok rồi, được rồi. One hour later. Đến nản ạ. Thôi thịt rồi, chơi hát thế nào. Fat. Rồi bây giờ biết tôi béo rồi, ok. What the fuck? Okay. Ok. 3, 2, 1, xem cái này. Đó. Hợp lý hơn rồi đấy. Nó đúng là chế độ baby rồi. Ủa, nó lắm mà chơi mũi tên các bạn ạ. Với một cái mod tên là Nonsense, kiểu vô lý. Tên bài đầu tiên là Common Sense, kiểu những cái thứ hiển nhiên thì có vẻ hợp lý đấy. Đáng mải. Được đấy, đến nửa bài nó mới hay đấy. Ôi, các cụ tên bực khó thật các bạn ạ. Được. Chính là bài hay phết đấy chứ không phải đùa đâu nha. Dang dude, you got some pretty tight bars. But, get out. Beep. Beep. Of course. Dang, dude, you got... Từ lặp lại câu ấy. Thanh niên này khen là boyfriend là have some Thai bar. Chắc chắn là lấy từ Casino rồi. Ê! Bài tên là Highlight.
Giọng bài này tôi nghe chán rồi. Ui, mũi tên khó chơi quá. Bấm một tay khó chơi quá. Sao chơi mình chơi được ta? Chúng ta nó rút một cái. Cái bó này là cứ đến nửa bài rồi mới căng cực nhá. Không, tôi không chơi được. Không thể nào chơi lại về được một ngón nữa, một bàn tay nữa bạn. Wow. You suck. Mày gà vậy. No you. Did you just shock me? Boyfriend vừa bắn. Okay with that. Did you just default dance? Okay, you have crossed the line, buddy. Boyfriend nhảy Fortnite các bạn ạ. Nhảy điệu nhảy cơ bản trong Fortnite. Thôi, phải dùng hai tay rồi, chơi một tay không chơi được rồi. Ok thôi, hai tay này. Hai tay thực tế này. Yeah, hai tay cái khác hẳn đúng không? Rồi, khác chưa, khác chưa? Khác này. Đấy, boyfriend mới đáp nè. Hả? Boyfriend mới đáp. Rồi. Cậu nonsense này đã tức lên rồi. Mặt quạ quạ rồi. Ok, để xem nào. Bài cái mẫu này là có 4 bài các bạn ạ. Có thể là đến bài 4 là nonsense hóa thành quỷ như tất cả các mod khác. Rồi để xem nào, nó xem hóa quỷ đi, hóa quỷ đi gì nữa. Hả? Uno reverse rồi bay màu khẩu súng. Wow, powers. I didn't know I had one. Quen ta. Này giống Shaggy à. Quen đấy nhở. Bay bay nó bắt đầu. Ok. Một đống nốt như thế và mình chỉ việc bấm một nút mũi tên đi lên. What là sao? Cái mod này nó chỉ thế thôi hả? Mình tưởng là phải kiểu rất là căng thẳng với một bài cuối cùng chứ. Đúng rồi. Bảo là cái tên mod này nonsense, vô lý là đúng rồi. Nó chả hợp lý tí nào vậy. Ôi, để xem free play có bài mới đâu, có bài ẩn không nữa. Ôi, cũng chả có bài ẩn nào hết. Trời ơi. Không có bài ẩn nào này mà sao bài này lại không điểm nhỉ? Đâu từ bây giờ thử xem, bây giờ thử xem là mình chết đi. Mình không bấm đi để xem là cái động tác sẽ chết là như nào nhá. Ê!
Ê, bài này là chơi được, ôi, và replay thì chơi được. Còn ở trong story không chơi được. Hay đấy, lừa hay đấy. Ui, nó chơi tử tế thật sự luôn ạ. Rồi, ok, để xem nào. Ui, căng phết. Ok. Sao chính xác có 18% đi á? Có phết nhờ. Ôi. Ôi, đổi tay cái là yếu ngay. Nào gì ở đây? Càng đấy, càng đấy. Được thôi chưa? Ui, nhanh thế, nhanh thế à? Được, cũng ghê đấy, cũng ghê phết. Cái này mà có đổi lại nút về mà DFGK có khi là mình mít ít hơn đấy. Mình chơi thì mình cảm thấy mình chơi được các bạn ạ. Còn cái này là mình phải bấm bằng mũi tên với cả nút A với S. Nên nó hơi khó. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái mod versus nonsense rồi các bạn ạ. Vâng, một mod thật sự rất là vô lý luôn. Không có một cái gì hợp lý ở trong cái mod này hết cả. Vâng, và nếu các bạn thích video này và các bạn ơi, tiếp tục làm thêm nhiều video hơn nữa để chơi trò chơi Friday Night Funkin, các bạn hãy bấm like cho video này và hãy bấm nút đăng ký để kênh mình có thể đạt tới con số 200.000 đăng ký sớm nhất có thể các bạn. Và nếu các bạn đã xem được tới đoạn này rồi thì đây là một video mà YouTube khuyên các bạn nên xem tiếp. Bấm vào đây để xem nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Bye bye.